Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 5 sách giáo khoa trang 38. Bài tập số 5 yêu cầu chúng ta phần A, đó là lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau: P hóa trị 3 và hydro, C hóa trị 4 và S hóa trị 2, Fe hóa trị 3 và O. Phần B, lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau: Na hóa trị 1 và OH hóa trị 1, Cu hóa trị 2 và SO4 hóa trị 2, Ca hóa trị 2 và NO3 hóa trị 1. Vậy thì để lập được công thức của bài tập này thì các bạn sẽ mở lại cho cô sách giáo khoa trang 37 ở phần ghi nhớ số 2. Người ta đã dạy chúng ta cách lập công thức. Cụ thể là đây, theo quy tắc hóa trị thì x nhân a bằng y nhân b, biết x, y và a hoặc b thì sẽ tính được b hoặc a, biết a và b thì sẽ tìm được x, y để lập công thức hóa học chuyển thành tỷ lệ x trên y bằng b trên a hoặc bằng b phẩy trên a phẩy. Chúng ta lấy x bằng b hay b phẩy và y bằng a hay a phẩy nếu a phẩy và b phẩy là những nguyên đơn giản hơn so với a và b. Như vậy thì với cái cách làm bài này thì chúng ta sẽ quy về tỷ lệ để chúng ta có thể lập được công thức hóa học. Và cụ thể như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng làm bài tập này nhé. Với phần A, đầu tiên với hợp chất đầu tiên, đó là P hóa trị 3 và hydro. Và việc làm đầu tiên đó là các bạn sẽ phải gọi, chúng ta sẽ giả sử công thức hóa học là PXHY. Giả sử công thức hóa học là PXHY. Theo quy tắc hóa trị theo quy tắc chúng ta hóa trị, chúng ta có là P có hóa trị là 3, nên chúng ta sẽ có đó là x nhân 3 bằng với hydro có hóa trị là 1, do vậy chúng ta sẽ có là y nhân 1. Và từ đây chúng ta sẽ chuyển được thành tỷ lệ x trên y sẽ bằng 1 trên 3. 1, 3. Như vậy, từ tỷ lệ x trên y bằng 1 trên 3 thì chúng ta sẽ suy ra được công thức hóa học sẽ là PH3. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong hợp chất thứ nhất. Đến hợp chất thứ hai, C có hóa trị 4 và S hóa trị 2. Và tương tự như bước trên, chúng ta cũng sẽ giả sử công thức hóa học sẽ là CXSY. Theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có chỉ số của C nhân với hóa trị của C là 4 bằng chỉ số của S là Y nhân với hóa trị của S là 2. Và ở đây chúng ta sẽ có tỷ lệ X chia Y. Tỷ lệ X chia Y sẽ bằng 2 trên 4. 2 trên 4 chúng ta sẽ rút gọn đi cho cô bằng 1 phần 2. Do vậy suy ra công thức hóa học của chúng ta ở đây sẽ là CS2. Với hợp chất thứ 3, Fe hóa trị 3 và O, oxy luôn có hóa trị 2. Chúng ta cũng sẽ làm tương tự, đó là giả sử công thức hóa học sẽ là FeX và OY. Theo quy tắc hóa trị,
Theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có x là chỉ số của Fe nhân với hóa trị của Fe là 3 bằng với chỉ số của oxy là y nhân với hóa trị của O là 2. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được tỷ lệ x chia y sẽ bằng 2/3. Và suy ra được công thức hóa học sẽ là Fe2O3. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các bạn thực hiện xong phần A, đó là công thức hóa học của hợp chất hai nguyên tố. Bây giờ chúng ta sẽ lập công thức hóa học tạo bởi nguyên tố và những nhóm nguyên tử. Chúng ta sang phần B. Phần B yêu cầu đầu tiên đó là của Na và nhóm OH. Na có hóa trị 1 và nhóm OH cũng có hóa trị 1. Và cách làm bước này thì chúng ta cũng làm tương tự như ở phần A. Đầu tiên các bạn cũng phải giả sử. Chúng ta sẽ giả sử công thức. Giả sử công thức hóa học sẽ là NaXOHI. Và theo quy tắc hóa trị chúng ta sẽ có này, x là chỉ số của Na nhân với hóa trị của Na là 1 sẽ bằng với y là chỉ số của nhóm OH nhân với hóa trị của nhóm OH cũng là 1. Từ đây suy ra tỷ lệ x chia y sẽ bằng 1/1. Và từ đó suy ra được công thức hóa học sẽ là NaOH. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ làm với những hợp chất tiếp theo, đó là Cu hóa trị 2 và SO4 hóa trị 2. Các bạn sẽ giả sử công thức hóa học. Giả sử công thức hóa học sẽ là CuX SO4Y. Theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có x là chỉ số của Cu nhân với hóa trị của Cu là 2 bằng với y là chỉ số của SO4 nhân với hóa trị của gốc SO4 cũng là 2. Và từ đây chúng ta sẽ có tỷ lệ x chia y sẽ bằng 2/2 và bằng 1/1. Suy ra công thức hóa học sẽ là CuSO4. Và đến hợp chất tiếp theo, đó là Ca hóa trị 2 và NO3 hóa trị 1. Đầu tiên chúng ta sẽ giả sử công thức hóa học là CaX NO3 tất cả y lần. Chúng ta sẽ có theo quy tắc hóa trị, chúng ta có chỉ số của Ca nhân với hóa trị của Ca là 2 bằng với y là chỉ số của NO3 nhân với 1 là hóa trị của NO3. Từ đây chúng ta sẽ có tỷ lệ x trên y sẽ bằng 1/2 và bằng 1/2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra công thức hóa học sẽ là Ca NO3 tất cả 2 lần. Như vậy cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 5 sách giáo khoa trang 38. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập lần sau.